Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ông Tổng ra tay đồ sát ông Thủ tướng vã mồ hôi chuyến này. Có thể nói cho đến nay vụ án chuyến bay giải cứu vượt qua vụ Việt Á về mức độ quy mô và mức độ nghiêm trọng của nó. Mới đây, báo chí Việt Nam đồng loạt đưa tin chấn động, trong số 54 bị can của vụ án có đến 18 người bị truy tố tội nhận hối lộ theo khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự với khung hình phạt từ 20 năm tù đến khung chung thân hoặc tới tử hình. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 54 bị can này để chuẩn bị đưa ra xét xử. 18 người bị truy tố với mức án nặng trên tổng số 54, chiếm đến 33% số bị can. Những người khác bị cáo buộc phạm tội trong các tội như đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Tổng ra tay đồ sát. Có 21 quan chức đã nhận hối lộ với tổng số tiền đến gần 180 tỷ đồng trong vụ án này, bao gồm ông Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, nhận hối lộ 37 lần với tổng số 21,5 tỷ đồng. Nguyễn Quang Linh, cựu trợ lý Phó Thủ tướng, nhận hối lộ 5 lần với tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng. Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, nhận hối lộ 32 lần với tổng số tiền 25 tỷ đồng. Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, nhận hối lộ 253 lần với tổng số hơn 42,6 tỷ đồng. Trừ Xuân Dũng, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, nhận hối lộ 7 lần với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhận hối lộ 9 lần với tổng số 5 tỷ đồng. Với số lượng người bị đề nghị ở khung hình phạt lên đến án tử hình nhiều như vậy, có thể nói lần này ông Nguyễn Phú Trọng ra tay rất nặng. Với tình hình toàn đảng tham nhũng tầng tầng lớp lớp, có thể khẳng định rằng ông Nguyễn Phú Trọng không thể diệt hết được tham nhũng, mà ông chỉ có cách là ra tay thật nặng để răn đe những thành phần chưa bị lộ. Ở các nước văn minh không thể có hiện tượng tham ô trục lợi thành hệ thống đến như vậy được. Về quy mô quá lớn và chân rết bám khắp nơi trên thế giới, Đại sứ quán Việt Nam ở nhiều nước tham gia vào trò trục lợi trên sự bế tắc và đau khổ của kiều bào khắp nơi. Không thể chấm dứt tình trạng sợ không dám làm khi ông Tổng ra tay đổ sát đến 18 người. Với mức án đề xuất cao như vậy thì có thể nói nó sẽ tạo lên hiệu ứng vô cùng tiêu cực cho bộ máy nhà nước cũng như bộ máy của Đảng Cộng sản. Vấn đề này tờ Thời báo.de đã nói ở những bản tin trước. Phản ứng phụ là liều thuốc mạnh này là chứng tê liệt đang diễn ra tại các cơ quan cấp tỉnh. Không những tại các tỉnh thành trong cả nước mà ngay trong chính phủ, triệu chứng này cũng đang lan rộng. Nguồn tin riêng của Thời báo.de đã cung cấp như vậy. Ông Nguyễn Phú Trọng đang muốn xăm soi về việc nghẽn nguồn vốn đầu tư công. Đã có lãnh đạo cấp bộ và Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu kiểm điểm về tình trạng làm nghẽn vốn đầu tư công. Đấy chính là hướng đánh mà theo đánh giá của một số nhà quan sát cho biết là rất hiểm. Bởi từ nửa nhiệm kỳ vừa qua, ông Phạm Minh Chính đã thể hiện rằng ông là người rất yếu trong vấn đề khai thông vốn đầu tư công. Với lần ra tay đổ sát đối vụ chuyến bay giải cứu, ông Nguyễn Phú Trọng đã đè áp lực lên vai quan chức các cấp. Hiện nay quan chức không dám làm gì vì sợ sai, sợ bị bắt bớ. Như vậy, thời gian tới tình trạng đóng băng bộ máy hành chính sẽ càng trầm trọng hơn. Những mức án được đề xuất, thậm chí là án tử hình, đã được đem đến cho giới quan chức một sự đe dọa mà họ không có cách nào xem nhẹ cho được. Ông Thủ tướng của Việt Nam Phạm Minh Chính đang gặp bài toán quá khó. Khi bộ máy chính quyền mà ủ lì thì không biết gói 120.000 tỷ đồng triển khai làm sao thông suốt được. Rất khó để thúc cấp dưới phải làm việc, trong khi nếu có sai phạm thì bên trên để đổ lỗi xuống cho cấp dưới. Ai dám làm liều đây? Những người bị đề nghị mức án kịch khung được xác định không phải là chùm quấy. Vậy thì lính triển khai dự án cực kỳ rủi ro. Có thể nói tình hình thế này làm cho ông Phạm Minh Chính vã mồ hôi hột. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Tổng ra tay đổ sát ông Thủ tướng vã mồ hôi chuyến này. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin quê hương cố chủ tịch Trần Đại Quang khai quật thây ma hợp tác xã. Vào hồi tháng 3 năm 2020, khi đó ông Trần Quốc Vượng là thường trực ban bí thư đã thay mặt Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ký bản kết luận về việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 5 khóa thứ 9. Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu cần phải tiếp tục tăng cường tuyên truyền, quán triệt về bản chất của kinh tế tập thể, hợp tác xã, đồng thời khẳng định vị trí
vai trò quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Xác định rõ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã là xu thế tất yếu, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Tỉnh Ninh Bình đang cho khai quật lại thây ma hợp tác xã. Kinh tế tập thể theo mô hình hợp tác xã được các nhà phê bình và phân tích chính trị lẫn kinh tế xem nó như một cái thây ma của thời kinh tế mạnh lệnh. Chính mô hình kinh tế này đã đưa miền Nam, một đất nước khá giả trong khu vực Đông Nam Á trước năm 1975, thành một nền kinh tế đói rách chỉ trong vòng có 10 năm. Là đất nước có tiềm lực phát triển nông nghiệp lúa nước lớn nhất nhì thế giới, đã biến thành quốc gia thiếu gạo để ăn. Dân phải ăn khoai mì, khoai lang, bò bò, vân vân. Thật là kinh khủng. Kinh tế hợp tác xã bắt đầu đi vào thời kỳ cuối đời của nó vào những năm 1986. Nếu không dẹp bỏ kinh tế tập thể, không dẹp bỏ mô hình hợp tác xã, thì ngày nay người dân Việt Nam chắc chắn phải đào bới rễ củ mà ăn, chứ làm gì có đủ lương thực để mà tồn tại cho đến bây giờ. Vào ngày 18 tháng 4, tờ báo Nhân dân có bài viết rằng Ninh Bình nỗ lực phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Bài báo cho biết Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp với thành phố Tam Điệp tổ chức ký kết chương trình tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, đồng thời phối hợp hỗ trợ hoạt động của khu vực nêu trên theo hướng hiệu quả hơn. Như vậy là tỉnh Ninh Bình, quê hương của cố chủ tịch nước Trần Đại Quang, đã khai quật cái thây ma thời kỳ kinh hoàng 1976 cho đến năm 1986. Liên minh hợp tác xã tại Việt Nam chém gió về vấn đề hợp tác xã. Mới đầu năm, Đài Tiếng nói Việt Nam VOV, Liên minh hợp tác xã Việt Nam đã thực hiện chương trình tọa đàm với chủ đề Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới. Tọa đàm có sự tham dự của ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyễn Bảo Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Họ chém rõ rằng kinh tế tập thể, hợp tác xã phù hợp với tiến trình phát triển và xu thế toàn cầu. Đến ngày 13 tháng 4, thì Đảng ủy Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật về mặt Đảng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rằng những vi phạm, khuyết điểm của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thiệt hại lớn về tiền, tài sản của nhà nước, gây bức xúc trong dư luận đến mức phải xem xét, xử lý, kỷ luật. Cũng trong ngày 13 tháng 4, Công an tỉnh Kon Tum cho bắt ông Phạm Ngọc Diễn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã. Lý do bắt ông này là lừa đảo chiếm đoạt 4,5 tỷ đồng. Rõ ràng cái thây ma hợp tác xã đến nay vẫn chưa chịu vứt và nó đã bốc mùi. Bên trong cái thây ma hợp tác xã thì lại bốc mùi lên cả nước. Việc tỉnh Ninh Bình tự nhiên khơi lại cái thây ma, nó là với cũng có lý do. Lý do thứ nhất là lãnh đạo tỉnh không có tầm, không có đủ trình độ để mà theo dõi những mô hình mới nên mới bám vào thây ma này nhằm phát triển. Thêm nữa, bám vào mô hình này có thể họ cũng kiếm trác được chút ít, như trường hợp ông Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Phạm Ngọc Diễn là ví dụ. Trình độ lãnh đạo cấp tỉnh đến cấp trung ương hầu hết là bất tài, kiến thức thì thiếu, bằng cấp thì mua. Điều duy nhất họ có thừa đó là các trò ma mãnh đục khoét tài sản quốc gia, chính là tài sản của nhân dân Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Quê hương cố chủ tịch Trần Đại Quang khai quật thây ma hợp tác xã. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de.